Ý nghĩa Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 của người Việt. Tết Đoan Ngọ có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Truyền thuyết Tết Đoan Ngọ tại Việt Nam. Vào một ngày sau vụ mùa, nông dân ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo dài ăn mất trái cây, thực phẩm đã thu hoạch. Nhân dân đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải nạn được sâu này. Bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản có bánh cho, trái cây. Sau đó ra trước nhà vận động thể dục. Nhân dân làm theo, chỉ một lúc sau sâu bọ bẻ lũ té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm, sâu bọ hàng năm vào ngày này rất hung hãn. Mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày Tết diệt sâu bọ, có người gọi là Tết Đoan Ngọ vì giờ cúng thường vào giữa giờ ngọ. Bởi vậy, không thể quan niệm Tết Đoan Ngọ của người Việt bắt nguồn từ một số nước Á Đông như một số người vẫn lầm tưởng như hiện nay. Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 với ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên. Từ truyền thuyết lịch sử đó, ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ được Việt hóa thành ngày Tết diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên. Người Việt Nam còn gọi Tết Đoan Ngọ là Tết giết sâu bọ vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này, dân gian có nhiều tục trừ trùng phòng bệnh. Hiện ở một số làng quê Việt Nam vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng ý nghĩa Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam. Sau Tết Nguyên Đán, có lẽ Tết giết sâu bọ là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân. Bởi trong ngày này, con cháu thường cố gắng sắp xếp công việc để về với gia đình. Vào thời điểm này, trái cây, hoa lá bắt đầu đơm hoa kết trái, mong một mùa bội thu. Vì vậy, hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Ngoài ra còn có những món ăn khác tùy theo tập quán của từng địa phương, từng vùng miền. Vào ngày này, cả làng nhộn nhịp hẳn lên, nhà nào cũng dậy từ sớm để chuẩn bị vật phẩm cúng tổ tiên và hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Ngoài ra còn có những món ăn tùy thuộc vào tập quán của từng địa phương. Người ta quan niệm rằng đây là thời điểm quả trên cây, lá trên cành đã bắt đầu đơm hoa kết trái và cúng tổ tiên để mong một mùa bội thu. Ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ cầu mong sức khỏe, tránh bệnh tật. Sau lễ cúng là tục lệ giết sâu bọ, cả nhà quây quần ăn những món thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro để diệt trừ sâu bọ, xua đuổi hết bệnh tật. Theo lệ, đúng ngọ 12 giờ trưa, người dân ở các vùng thôn quê rủ nhau đi hái lá. Đây là thời khắc có dương khí tốt nhất, là giờ mặt trời tỏa ánh nắng tốt nhất trong năm. Lá cây cỏ hái được vào giờ này có tác dụng chữa bệnh rất tốt, như các bệnh ngứa ngoài da, nhất là các bệnh về đường ruột hay khi cảm mạo, đem những lá thuốc này nấu nước sông giải cảm rất tốt. Ngày xưa vào ngày này người ta còn tục nhuộm móng chân, móng tay, tục khảo cây lấy quả, tục treo ngải cứu để trừ tà. Những em bé chưa biết đi thì lấy một ít vôi quẹt vào thóp, vào ngực và rốn để chúng không bị đau bụng, nhức đầu. Tuy nhiên, phần lớn các tục lệ này ngày nay đã được bãi bỏ, chỉ còn giữ lại tục tắm nước lá và tục đi hái lá thuốc theo ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ, Tết diệt trừ sâu bọ với những ý nghĩa và tục truyền thống, nơi phố phường thị thành không nhiều vườn tược cỏ cây, người dân có lệ đi mua lá thuốc mùng năm. Dịp này, những người buôn bán từ quê ra đều mang theo đủ thứ loại lá bày bán. Lá được sắn nhỏ, phân từng loại riêng biệt, người đi chợ chọn lấy những lá có mùi vị ưa thích mua về. Đúng ngọ ngày mùng 5 lại đem ra phơi khô rồi bọc lại để trong tủ thuốc gia đình, dùng khi nhà có người ốm đau. Theo truyền thống của từng vùng miền, vào ngày này, ngoài hoa quả, những món ăn cũng khác nhau. Tại Hà Nội và một số vùng của miền Bắc ngày nay, rượu nếp, đặc biệt là rượu nếp cẩm, là món không thể thiếu. Người ta cho rằng bộ phận tiêu hóa của con người thường có các loại ký sinh gây hại và chúng nằm sâu trong bụng nên không phải lúc nào cũng diệt được. Duy có ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, các loại ký sinh này thường ngoi lên, con người có thể ăn thức ăn, hoa quả vị chua chát và nhất là rượu nếp có thể loại bỏ chúng. Theo dân gian, rượu nếp được ăn ngay khi vừa ngủ dậy thì rất hiệu nghiệm. Rượu này chủ yếu là xôi còn nguyên hạt lên men, còn gọi là cái. Người dân thường dùng các loại gạo nếp trắng và cẩm đồ thành xôi.
để nguội rồi rắc men, ủ trong 3 ngày. Thúng xôi ủ được đặt trên một chiếc chậu, hứng lấy nước, rượu để khi ăn, trộn với cái tạo vị ngọt, cay, dễ chịu. Người già, con trẻ đều có thể ăn loại rượu này. Phụ nữ các vùng quê miền Bắc phần lớn đều biết ngả rượu nếp và thường tranh thủ dịp này ngả rượu để mang ra Hà Nội bán. Có người chỉ trong một buổi sáng bán được đến cả chục chậu nếp cẩm. Còn ở Đà Nẵng, món không thể thiếu trên mâm cơm cúng là bánh ú tro. Nhà nào cũng mua từ 3-40 bánh trở lên. Ngoài ra, theo truyền thống của người miền trong, thịt vịt cũng là một thứ không thể thiếu cho ngày lễ này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vịt quay, heo quay ngày này thường tăng hơn so với ngày thường. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, với những xô bồ, lo toan vất vả. Thế nhưng, việc nắm nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ không những thể hiện một nét văn hóa cổ truyền, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, mà còn là lưu giữ một phong tục đẹp của cha ông.